Theo hãng tin Reuters, hôm ngày 11 tháng 10, ông Yuri Usakov, trợ lý của Tổng thống Putin cho biết, nhà lãnh đạo Nga sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới. Quá trình chuẩn bị cho chuyến đi của ông Putin đang được tiến hành. Tuy nhiên, ngày chính xác ông Putin tới thăm Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, ngày thực hiện chuyến thăm đã được xác định và sẽ công bố kịp thời trước khi tới Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Nga sẽ tới thăm Kyrgyzstan từ ngày 12 tới ngày 13 tháng 10. Hồi tháng 9, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Moscow, Tổng thống Putin xác nhận sẽ tới thăm Bắc Kinh. Ông Putin cho hay, ông vui mừng nhận lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10. Sáng kiến Vành Đai và Con Đường lần đầu tiên được ông Tập Cận Bình công bố vào năm 2013 với mục tiêu thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư ở Trung Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu và nhiều nơi khác. Hơn 150 quốc gia và tổ chức đã tham gia dự án này.